Nó làm sao? Nó dễ đi hơn. Thôi ẩm đi sao trời lên? Ơi à, trời ơi. Giả vờ như không thấy. Ok, chuẩn bị nha. Nói đi lại đi. Bạn ơi đừng nghiện nữa. Không thấy đi. Nhà mình còn gì đâu. Có mỗi con quay tàu, bạn cũng là mang đi để bắn cá. Ok, okay cảm ơn. Trời ơi, chị mắc cỡ quá à. Chị về chỗ. Chị đừng có chơi xà vào lòng em nghe. Ok, trong đây em có 3 cái hashtag. Vậy muốn đưa tới 3 cái hashtag này. Này, đây và đây. Tri kỷ bạn thân. Tri kỷ bạn thân, người thứ ba. Tri kỷ bạn thân là cũng gần gần rồi đó. Có nghĩa là tức là hai người này chơi chung với nhau lâu rồi. Chơi chung nhau rồi. Rất là nhiều cái rồi. Kiểu như bạn này có người yêu, trong cái tri kỷ bạn thân tự nhiên xuất hiện cái người yêu tưởng người thứ ba cái chia tay. Không, chắc giống MV của Hương Giang. Là sao? Là kiểu là bạn thân tri kỷ là thành người thứ ba giật bồ mình đó hả? Yêu nhầm bản thân. Đúng không? Giật bồ bản thân. Giật bồ bản thân đúng rồi. Trời ơi. Trời luôn. Trời. Giật bồ bản thân. Chứ vô rapper là cái gì rõ ràng liền. Rõ ràng liền. Nhưng mà quan trọng là có đúng không nè. Chứ giật bồ bản thân. Bây giờ em công bố luôn nha. Ok. Là bạn thân khác giới. Bạn thân khác giới. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục giải mã hình thể. Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Long Tham No Si hỉ. Long Tham No Si nam em. Đây là món cocktail nam em mới pha chế có tên gọi là Soda Muối. Hy vọng hợp cấu diện của mọi người nào nâng ly. Vô nè. Vô. Soda muối nghe ngại ngại. Là là chanh muối với soda phải không? Chanh muối với soda. Giảm cân mà còn thêm muối nữa cho nó mặn mà. Rồi hôm nay chủ đề là gì? Thì bữa nay là nam em đứng ở chổng nên nam em biết mà. Em có khi nào bữa nay giải mã nam em không? Là giải mã nam em rồi đó. Nguyên cái nhà hàng có 4 chị em. Chị em chúng mình. Vậy mình nên có trai đi. Mình đang ông Thịnh mà Dương Suy á. Em nghĩ là mình nên có trai ở đây đi mọi người. Em nghĩ là sẽ cho giải mã một cái anh nào đó làm việc trong quán bar này. Ví dụ như pha chế. Bởi vậy mới có cái lý do mình phải uống những cái lương lượng lạ lẫm này. Chủ nhà hàng thì sao? Cái này được nghe, cái này chịu đó. Cái này là ngon luôn, thơm luôn. Anh ơi. Anh gì ơi. Anh tự tìm đó. Này này anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Này này anh ở đâu, anh ở đâu, mau 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 ra. Em bảo đảm mà anh không dám ra luôn á chị. Cái gì cứu anh được là sao? Oh, trời ơi, cuối cùng cũng nhận được rồi kìa. Cảm ơn chương mình trình không... giải mã tình yêu. Đọc đi nôn quá nè. Nhiệm vụ của 4 cô gái sẽ bị bịt mắt. Nam thần sẽ đứng cùng 2 chàng trai khác. Trời đất ơi. Các cô gái lần lượt sẽ vào. Sẽ mò. Vào mò từng hả? Chàng trai là mò đó mò. Và chọn ra ai là nam thần. Cô gái nào đoán đúng sẽ được chàng trai cổng một vòng. Yeah. Làm miếng ăn con nha, tỉnh táo. Làm miếng đi. Chương làm miếng ăn con xuất sắc. Càng ngày chỉ càng thích chương trình quá. Vô. Sao có một cái sự im lặng đáng sợ vậy? Hát đi. Only you. Trời ơi, đứa bay nhắc ma tao hoài. Năm thần vào vì không thấy có thần gì hết chứ. Ôi trời má ơi. Có tiếng bước chân rồi đó em ơi. Có tiếng bước chân mà có tiếng liên can nữa. Có mùi nữa. Trời ơi. Mùi sao? Không lẽ mùi nó nồng nàn nè. Em không nghe mùi là một lát mình sợ ít thôi, mình hửi nhiều hơn nha. Đi em không nhường. Em không... Té. Ủa em không... Chị ơi được. Em không dành. Ê, anh nắm tay nè, mà không biết phải nắm chính luôn nữa. Ủa, sao nó mới đánh mình rồi, nó mất tiêu rồi. Ôi, anh này cũng cao quá nè. Tự vào nhau mà sống em luôn. Anh này là chắc cao khoảng 1m8. Ê, có đeo đá bông nữa. Chuột quá nè bé ơi. Chuột quá chuột. Cái gì đã vậy trời. Mùi cũng đậm đà lắm.
Rồi sao ông đi đâu? Chị Sa tôn trọng sự xuất hiện của ba tụi em. Ở đâu? Trời ơi, đi ra. Thôi mở đi chị. Sao nhờ không vậy? Bước lên sân khấu. Ôi má ơi. Rồi mở đi. Đó, tới đó, tới đó, tới đó, tới đó, tới đó. Vậy chứ này em không có dành. Không dành, thiệt sự không dành luôn. Chị em chúng mình tựa vào nhau. À, là là. Ồ, đúng là có đôi bông thiệt. Ai có khi nào bị đánh lừa không? Ai mà đeo đôi bông trời. Có khi nào là đeo đôi bông để lừa mình không? Trời, cơ bắp cuộn cuộn luôn. Ủa, có người không, hả? Thường thường đeo đuôi bông để nghỉ BD, không lựa đó. Trời đất ơi, không nghỉ. Ờ, nhưng mà người nào cũng cơ bắp cuộn cuộn luôn á nha. Ủa, nhưng mà anh này mặc áo thun đúng không? Áo khi gì là kì? Dài đó. Áo gì kìa, người ta đi, ta có mặc. Ôi mừng, trời. Trời ơi, chơi thôi em. Ê, mò bậy bạ ơi. Trời ơi, cơ bắp quá à. Rồi, giờ em đi đâu? Tôi thật sự không biết ở đâu rồi. Anh à. Thật sự ngu ngốc. Bảo vệ người ấy cũng không xong. Ai nắm tay tôi vậy? À, cái tay của tôi đang bị đau. Ủa mình có thể nghe giọng được không ta? Ủa? Dạ. Đừng có thấy cái gì đâu. Đừng có đụng cho tôi nha. Tôi cảm thấy hai bà này bắt mò lâu quá à. Ừ. Cái này có mất kiếm. Ê cười kìa. Ê mặt nhỏ nha. Ê cũng có mắt kiếm. Mở ra. Đây nha. Qua đây. Tay tay. Rồi tay quầy luôn. Trời ơi hai bà mò sao mà ta tay quầy đúng rồi kìa. Em chọn ai? Em chọn số mấy? Bây giờ em chọn số 1. Số 1 luôn hả? Em cũng chọn số 1 luôn. Tại em sợ em thấy em thấy cái gì em? Thấy cái gì? Thấy đầu tóc gọn gàng, mặt mũi cao ráo, mũi cao, mặt da đẹp, tay chân đẹp, mặc đồ lịch sự. Thơm, đúng không? Đặc biệt anh là số 2 mặc áo thun chấm rớt rồi. Anh số 3 mặt hơi mụn nha. Về chị mụn nha. Thấy chưa? Ủa? Nhìn cái mái tóc kìa. Không có ba là ba chế, tụi nghe không có gì. Ủa anh ta chế, hồi nãy em có làm gì sai không? Tự nhiên tới lượt em anh né vậy. Chắc không ngờ đó bé. Coi như là tụi mình sai hết luôn. Có mình em sai đó bé. Số 3 phải không? Xin mời về với bartender. Em tên là Gia Long. Dạ, yeah, vậy là chính xác rồi đó hả? Nghề chính em đang là TikToker. Rồi mời anh Khang còn lại giới thiệu cho em xin phép ạ. Dạ, em là Thành. Dạ. Hai bà sinh viên ba trường đại học Tô Đức Thắng. Dạ. Hai sinh viên luôn anh. Em có khiếu hài hước không? Chứ chị nhìn mặt em giống Running Man quá em. Running Man hả? Kiểu cái... Dạ, anh bartender. Chị cho em mượn. Ủa cái là muốn em chuyển. Trời đất ơi, bạch lấy đồ ta luôn hả? Thiệt luôn á Nam Anh. Ôi rồi em đã thấy đường chưa? Chị xin lỗi anh. Chị không làm bartender ở quán anh cò. Cảm ơn hai chàng trai. Cảm ơn. Xin lỗi nếu có sợ chúng ta quá ra. Còn bây giờ ví dụ như ba đứa đóng đúng ba đứa điểm thắng thì làm sao để cổng hết ba đứa một lượt ta? Thôi bây giờ em nhường. Ai muốn cổng chị? Em cho chị đó. Phần thưởng này em chị tặng chị. Chị không có thích đâu. Thiệt. Dạ thưa anh, hồi nãy ở trong kia ba trẻ thì đây là phần thưởng đặc biệt dành cho anh khi đoạn đúng. Mời anh. Muối này, chanh này. Ôi dồi ôi, ly cocktail thật là đặc biệt. Cho nhiều soda nó mới ngon. Phải cho nhiều đá hiểu không? Cocktail năm em tha mà. Nhiều khi nó lại ngon nha trời. Còn cái này pha thiệt nó lại không ngon. Ngon lỡ thôi mà dư em muốn hết nha. Tôi nghĩ là không thơm. Đúng rồi, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Thơm ngon tới giọt cuối cùng nha mọi người. Dạ em xin giới thiệu cocktail được mang tên mắm muối đầy đủ. Mắm muối mặn mà chứ. Được rồi.
Yes. Baby good. Baby delicious. Oh, look at man. This is delicious. Yeah. Thật sự cay nhẹ trong này. Mặc dù nước rất là mặn nhưng mà rất là cay. Ủa cay từ đâu mà ra? Anh nói chứ mình nhấp một cái được rồi đó. Nhấp một cái được em biết rồi. Tại sao nhưng cay mà vừa phải thôi. Cay ở đây là cay cuốc đó. Rồi bây giờ cổng đi chứ. Trời lâu quá mới tới đợi giờ nè. Mà cổng tới đâu vậy? Cái này ngắn quá à. Thôi mình đổi từ cổng qua ẩm được ẩm không? Ẩm đi. Ừ chứ 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 chứ. Nhưng mà cổng á. Cổng cho nó nó. Nó làm sao? Nó dễ đi hơn. Thôi ẩm đi trời ơi. Ây trời ơi. Giả vờ như không thấy. Ok. Chuẩn bị nha. Hát đi lại đi. Bạn ơi đừng nghiện nữa. Không thấy đi. Nhà mình còn gì đâu. Có mỗi con quay tàu bạn cũng là mang đi để bắn cá. Ok. Ok cảm ơn. Trời chị mắc cỡ quá à. Chị về chỗ. Chị đừng có chơi xa vào lòng em nha. Ok. Trong đây em có 3 cái hashtag. Vậy em muốn đưa tới 3 cái hashtag này. Này. Đây. Và đây. Tri kỷ bạn tri thân. Tri kỷ bạn thân người thứ ba. Ờ, tri kỷ bạn thân là cũng gần gần rồi đó. Có nghĩa là tức là hai người này chơi chung với nhau lâu rồi. Chơi chung nhau rồi. Rất là nhiều cái rồi. Kiểu như bạn này có người yêu trong cái tri kỷ bạn thân tự nhiên xuất hiện cái người yêu tưởng người thứ ba cái chia tay. Không, chắc giống MV của Hương Giang. Là sao? Là kiểu là bạn thân tri kỷ là thành người thứ ba giật bồ mình đó hả? Ờ, yêu nhầm bản thân. Đúng không? Giật bồ bản thân. Giật bồ bản thân đúng rồi. Trời ơi. Trời luôn. Cái gì chứ vô rapper là cái gì rõ ràng liền. Rõ ràng liền. Nhưng mà quan trọng là có đúng không nè. Chứ giật bồ bạn hơi nặng. Bây giờ em công bố luôn nha. Ok. Là bạn thân khác giới. Bạn thân khác giới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục giải mã hình thể. Let's go. Go 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 go. Đây là nhiệm vụ của giải mã hình thể. Trò chơi vẽ tranh, bốn cô gái sẽ chia thành hai đội. Khách mời sẽ đưa ra chủ đề, sau đó chàng trai sẽ đưa ra một hình ảnh cho một cô gái. Nhiệm vụ của cô gái là sẽ vẽ lên lưng người còn lại. Đội nào thắng sẽ lấy được hai món đồ bất kỳ trên người chàng trai. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi tên là vẽ truyền. Để em đưa ra hình nha. Cẩn thận không có đồ mặc về nè. Trời ơi, anh trai. Rồi, ok, bắt đầu nào. Rồi, mọi người đang cảm nhận rồi. Mà xong hình đầu rồi đó, dễ chưa? Cái gì vậy? Hình đầu rất khó nha. Rồi. Ông okay, mặt trời hả? Rồi, xong rồi. Ok. Cái này là không biết mặt trời hay con cua nữa. Tôi không biết cái là cái gì nhưng mà hai hình nó giống nhau là được rồi. Tôi khá bất ngờ với cái sự cảm nhận của chị tôi. Tôi không hiểu hay là cái gì. Đừng hoàn tin. Dạ, chị giải thích cho em hiểu đi, chị vẽ cái gì vậy? Thì bà vẽ sao tôi cảm nhận vẽ gì chứ? Tôi vẽ mấy cái râu lần mà ít nhất cũng phải có mấy cái râu chứ. Ơi vậy vẽ hai râu gì nữa là ra rồi. Theo Long là bây giờ bên nào thắng? Con này giống con cua hơn nè. Bên team chị Sa với lại gì kia, gì kia. Kỳ. Khoan bây giờ là lột đồ phải không? Vậy hả mình lột gì nè, em lột trước đi. Em chọn món gì trên người. Gì ngọt nhiều ngọt chú. Em cái áo khoác đi cho nó phải khoác một xíu. Áo khoác cho bớt nóng nè. Rồi lột áo khoác okay. Em lột luôn với ai? Em lột luôn hả? Ừ, em tự lột trời luôn. Đây chị cầm cho. Thôi. Chị lấy cái gì ngọt ngọt cho em muốn. Một bây giờ mình lấy cái gì ta? Lấy cái quần. Thôi lấy cái quần kỳ lắm, mình sẽ lấy cộng dây nịt. Trời ơi. Có tụt quần luôn. Có tụt không? Cái quần có rộng không? Kỳ quá hồi. Kỳ quá hồi. Trước không em? Rồi hồi tôi lấy cái áo chơi mi trắng nha, tôi thích áo chơi mi trắng lắm. Trời đất ơi. Ây trời. Ủa vậy sao dễ? Rồi xong rồi nè.
Ok, cho mắt vô luôn. Cho lỗ tai luôn. Rồi. Cua căng vòng có cái túi nè. Em thấy em vậy giống chị như Sa có kiểu năng khiếu vẽ quá không? Rất là năng khiếu luôn, đầy đủ bộ phận luôn. Mọi người thấy thiếu bộ phận gì nữa không? Cái đuôi. Cái đuôi hả? Rồi, có nào nữa không? Đứa con. Đứa con trong đây hả? Đó, cho nó nhỏ nhỏ vậy đi. Cái con này nhìn cũng ra nhưng mà không có cái túi. Không có cái túi, đúng rồi. Cái túi này nè bà. Cái đó là cái túi em tưởng cái nắp chứ. Bên này nhìn tuy là nó có hơi xấu hơn nhưng mà nó thật hơn. Rồi, nó thật rồi. Với lại Thôi nhẫn không đẹp. Lấy cái dây được rồi. Cái dây đẹp bỏ túi vậy được. Không, cái vòng nè. Thôi được rồi, dây đẹp rồi. Đi lên lấy đồ tay trời. Với một món à. Được lấy hai món lận hả? Vậy lấy hai món. Rồi xong.